Nếu như chúng ta thương lượng và hòa giải thì chúng ta sẽ hòa giải như thế nào? Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Thì những ngày qua các bạn đều đang quan tâm đến một cái vấn đề, đó là hợp đồng hợp tác giữa là Phú Hô và anh chủ nhà. Thì thật ra thì trước đó là Phúc cũng đã có rất là nhiều video chia sẻ về vấn đề này rồi và cũng đã chốt lại những cái vấn đề pháp lý liên quan đến cái hợp đồng này. Bên cạnh đó Phúc cũng đã khai thác rất là nhiều góc độ khác nhau về tình huống và hoàn cảnh như thế này và cũng đã đưa ra những cái giải pháp hợp lý nhất. Ngày hôm nay trong video này, Phúc sẽ giới thiệu cho mọi người những cái cách thức để mà giải quyết một cái tranh chấp liên quan đến hợp đồng dân sự thông qua cái sự việc của Lộc Phu Hô. Thì như các bạn cũng đã biết thì bất kỳ một cái tranh chấp nào đó phát sinh ra thì cũng cần phải có những cái cách thức để mà chúng ta giải quyết, ngăn chặn hoặc là làm điều hòa nó lại. Thì mỗi cái phương pháp như vậy nó cũng sẽ có những cái ưu nhược điểm nhất định và việc lựa chọn cái phương pháp nào nó sẽ tùy thuộc vào cái hoàn cảnh, điều kiện và cái tình huống tranh chấp mà các bên đang mắc phải. Thì nếu mà chúng ta quay trở lại với cái sự việc của hợp đồng Lộc Phu Hồ thì chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ chọn cái giải pháp nào tốt nhất. Tuy nhiên, để mà mọi người hiểu hơn về những giải pháp này thì Phúc sẽ đi vào từng giải pháp một để mà mọi người nắm rõ kỹ và chúng ta sẽ có một cái cách nhìn nó đúng đắn hơn. Thứ nhất là về cái giải pháp thương lượng bàn bạc một vấn đề. Khi mà sử dụng cái phương pháp này, tức có nghĩa là bên A và bên B là bên Lộc và bên anh chủ nhà sẽ ngồi lại với nhau cùng thương lượng với nhau về một vấn đề là A trong cái hợp đồng này sẽ chấm dứt như thế nào, sẽ làm như thế nào để mà các bên có thể rời xa nhau và để cho các bên không còn dính líu với nhau nữa và các bên vẫn có thể làm cái công việc của mình mà không còn tranh chấp. Ưu điểm đầu tiên, nó sẽ tiết kiệm thời gian. Ưu điểm thứ hai là nó sẽ không đòi hỏi những cái thủ tục nó phức tạp. Ưu điểm thứ ba là nó sẽ không bị ràng buộc bởi những cái thủ tục pháp lý ngặt nghèo. Ưu điểm thứ tư là nó sẽ hạn chế được những cái chi phí mà nó phát sinh. Thí dụ như mà mình chọn những cái phương án khác thì có thể là chúng ta sẽ phải phát sinh những cái chi phí như là đi lại nè, chi phí cho người này người kia để thực hiện cái việc giải quyết tranh chấp của chúng ta. Rồi bên cạnh đó nữa là nếu mà thương lượng được, nếu mà sự thương lượng này thành công thì nó sẽ ít tổn hại đến mối quan hệ giữa các bên. Nhưng mà cái nhược điểm lớn nhất của cái phương pháp này là nó sẽ đòi hỏi các bên phải có thiện chí, trung thực và tinh thần hợp tác thì nó mới có thể đưa đến một cái kết quả cuối cùng nhất định được. Quay trở lại với sự việc của Lộc Phu Hô thì thật ra là bản thân Lộc hay là anh chủ nhà trước đó người ta cũng đã có những cái thương lượng, dù không gặp mặt trực tiếp nhưng mà thương lượng qua tin nhắn thì cũng đủ thể hiện được ý chí của các bên như thế nào rồi. Và mọi người đều đánh giá một cái việc là nên thương lượng trực tiếp. Nhưng mà thử hỏi nếu như một trong hai bên mà người ta không có thiện chí hợp tác hoặc một trong hai bên mà người ta đang cố gắng dồn ép bên còn lại. Thì trong cái sự việc của Lộc thì các bạn cũng đã biết rồi, lần thứ nhất khi mà Lộc muốn chấm dứt cái hợp đồng này á thì Lộc cũng đã ngỏ lời là Lộc sẽ đưa cái kênh 1 triệu sub cho anh chủ nhà. Nhưng mà thời điểm đó anh chủ nhà không đồng ý, vì lý do gì thì chắc là các bạn cũng đã biết và Phúc cũng không cần phải nhắc lại. Và sau đó thì anh chủ nhà quay những cái video đăng tải lên trên YouTube của anh, và hiện tại thì nó đã bị xóa rồi các bạn. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, Phúc thì nhanh tay lắm, cho nên là Phúc đã tải về và đính kèm cái link những cái video đó nằm ở dưới comment. Và Phúc sẽ ghim cái comment này lên đầu để mà các bạn có thể xem được những video này. Tại thời điểm đó thì anh chủ nhà không đồng ý lấy kênh 1 triệu sub để mà các bên có thể chấm dứt với nhau. Vì lý do gì? Các bạn thử nghĩ đi. Thì anh cầm trên tay một cái bản hợp đồng đúng không? Và sau đó anh làm những chiếc video đăng tải lên trên mạng xã hội thì dư luận hay là tất cả mọi người á đều về phe của anh hết. Đều bắt đầu về phe của ảnh bởi vì nghĩ rằng cái hợp đồng đó nó có giá trị pháp lý và nó sẽ ràng buộc Lộc Phu Hô tại pháp luật Việt Nam. Nhưng mà không. Theo như những gì mà Phúc phân tích, những gì mà anh chị luật sư đi trước người ta phân tích và những gì mà các YouTuber người ta mổ xẻ ra thì các bạn cũng có thể thấy rằng cái hợp đồng này thực tế nó đã vi phạm rất là nhiều điều cấm của pháp luật và khả năng nó bị vô hiệu là rất là cao. Do đó cái sự ràng buộc đối với Lộc ở đây hầu như là không có. Và các bạn sẽ đặt một cái câu hỏi là dĩ nhiên khi mà Lộc ký vào cái bản hợp đồng này thì Lộc sẽ phải chịu trách nhiệm gì? Tất nhiên phải có các bạn. Các bạn phải chịu trách nhiệm đối với cái việc mà bạn ký hợp đồng, nhưng chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi cho phép của pháp luật chứ không phải là chịu trách nhiệm cho tất cả những gì nội dung trong cái hợp đồng này. Do đó cái câu chuyện đó thì chúng ta phải ra tòa thì chúng ta mới làm rõ được là Lộc Phu Hô sẽ chịu trách nhiệm gì. Còn về cơ bản thì bản thân Phúc cũng đã có những lời tư vấn riêng cho Lộc rồi và Phúc không tiện chia sẻ trong video này. Rồi các bạn có thể thấy là ngay sau khi mà cộng đồng mạng hay là những người mà làm về pháp lý người ta vào người ta phân tích đó thì lúc này anh chủ nhà một lần nữa lại nhắn tin riêng cho Lộc để mà có thể thương lượng với Lộc.
Và sự thương lượng ở đây là anh muốn lấy lại cái kênh 1 triệu subscribe và sẽ khôi phục lại kênh của Kim Thị Official. Nhưng mà các bạn nghĩ đi, hiện tại thì Thủy cũng đã có một cái kênh riêng rồi. Và hơn nữa là anh chủ nhà đã sử dụng rất là nhiều biện pháp khác nhau để cảnh báo Lộc là anh sẽ report kênh này kênh kia khi mà có xuất hiện hình ảnh của Lộc. Và bên cạnh đó, mới đây nhất là anh cũng đã report cái kênh của Lộc nữa. Và để lý giải cho lý do tại sao mà anh có thể report được thì chỉ có hai cái lý do thôi bạn. Lý do thứ đầu tiên là lý do là dịch vụ nhận gậy đánh vơ, nhưng mà dịch vụ này cũng phải có những cái điều kiện nhất định thì người ta mới đánh được. Lý do thứ hai là cái kênh cũ của Lộc là Lộc Fuho Vlog á, đã chuyển thành kênh của anh chủ nhà, và kênh anh chủ nhà đã có cái Gmail của anh trong đó, và trên kênh đó cũng có những chiếc video có hình ảnh của Lộc dựa theo cái thời gian đăng tải của YouTube á. Thì YouTube nó hầu như nó mặc định á là đây là cái người sáng tạo đầu tiên, cho nên là khi mà anh chủ nhà dùng cái mail này để đánh hình ảnh của chính cái kênh của Lộc hiện tại thì nó vẫn xét duyệt nha các bạn. Nhưng mà kết quả như thế nào thì chúng ta còn phải chờ xem là nét mới của Lộc sẽ có những cái biện pháp như thế nào để mà kháng nghị lại. Có khi là sự việc nó sẽ không như các bạn tưởng đâu. Và ngay sau đó thì anh chủ nhà cũng đã có đưa ra một cái yêu cầu của mình là anh chủ nhà sẽ lấy cái tiền là khoảng 250 triệu đồng để mà chấm dứt cái mối quan hệ này với Lộc Phụ Hồ. Thì đó là cái phương pháp đầu tiên, là phương pháp thương lượng. Phương pháp thứ hai là chúng ta sẽ là phương pháp hòa giải. Phương pháp hòa giải thì chúng ta sẽ có là tự hòa giải nè, hoặc là nhờ một cái người trung gian đứng ra hòa giải, hoặc là chúng ta nhờ các cơ quan có thẩm quyền như là tòa án hay là trọng tài thương mại, người ta sẽ mở một cái buổi hòa giải cho các bên. Cho dù là chúng ta chọn cái hình thức nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ có những cái ưu nhược điểm nhất định. Thì trong cái phương thức hòa giải mà nếu chúng ta tự hòa giải hoặc nhờ người trung gian hòa giải mà những người trung gian này hoặc là bản thân chúng ta không biết nhiều về pháp lý thì rất có thể chúng ta sẽ đánh mất rất là nhiều quyền lợi ở phía sau. Và các bạn thử nghĩ đi, khi mà chúng ta đã thương lượng không thành thì việc hòa giải hay là một cá nhân khác đứng ra hòa giải thì cũng đòi hỏi có một cái sự khó khăn nhất định. Có nghĩa là các bên phải gặp mặt nhau trực tiếp nè, rồi phải có bên A, bên B, rồi phải có người đại diện bên A, người đại diện bên B, người trung gian như thế nào để mà người ta có những cái phân tích thấu tình đạt lý. Mà thật sự thì Phúc nói thật luôn các bạn, hiện tại thì trên mạng xã hội các bạn cũng xem rất là nhiều video clip và cũng đã tiếp cận được cái hợp đồng rồi, thì nếu như mình là anh chủ nhà thì mình cũng sẽ biết được là quyền lợi mình nó đang nằm ở đâu và mình sẽ có được cái gì từ cái vụ này, và bản thân Lộc cũng biết được cái quyền lợi của mình ở đâu. Đó là một cái viễn cảnh mà nó đã được phơi bày ra rồi. Việc còn lại là nằm ở các bên sẽ suy nghĩ như thế nào thấu đáo để mà giải quyết sự việc này một cách êm đẹp nhất. Bản thân Phúc nghĩ rằng bên nào có quá nhiều điểm bất lợi thì bên đó đầu tiên phải nhún nhường trước. Bởi vì khi nhún nhường xuống thì các bên mới chịu ngồi lại với nhau thương lượng, còn đằng này bên nào cũng căng hết thì làm sao mà ngồi thương lượng được các bạn. Thương lượng kiểu nào bây giờ có thể gặp trực tiếp với nhau, nói chuyện với nhau, nhưng mà cả hai bên đều không thể nhượng bộ nhau thì cũng như không rồi các bạn. Và hơn nữa thì các bạn cũng để ý một cái trường hợp là nếu như chúng ta thương lượng và hòa giải thì chúng ta sẽ hòa giải như thế nào. Là bây giờ Lộc Phụ Hồ sẽ đưa cái kênh YouTube 1 triệu sub cho anh chủ nhà, hay đưa một khoản tiền cho anh chủ nhà, và lấy cái gì để cam kết là anh chủ nhà sẽ không có bất kỳ một cái động thái report video nào đó của Lộc sau này nữa, đúng không? Bởi vì chúng ta đã không sử dụng công cụ pháp luật vào. Thì sau này, sau cái thời điểm đó thì anh chủ nhà vẫn có thể phản kèo lại được mà các bạn. Các bạn phải suy nghĩ đến cái trường hợp đó, nó thật sự có lợi cho mối quan hệ này hay không. Dĩ nhiên là khi bất kỳ một cái tranh chấp nào nó phát sinh ra thì người ta cũng đề cập đến cái trường hợp là các bên phải ngồi lại thương lượng với nhau đi. Nhưng để thương lượng với nhau thì cả hai bên phải thiện trí và cả hai bên phải thật sự là người ta muốn thương lượng, chứ không phải là người ta vì cái lợi ích của người ta mà người ta cố gắng chiến đấu tới cùng, là nó không thể nào đưa đến kết quả chung được các bạn. Phương án thứ ba là một trong các bên lựa chọn đơn phương chấm dứt hợp đồng, và phương án này hiện đang được Lộc sử dụng. Nhưng mà thực tế nha các bạn, nhiều bạn sẽ nói rằng cái việc đơn phương thì nó không có giá trị pháp lý, nhưng xin thưa nó có giá trị pháp lý đó các bạn. Nó có giá trị pháp lý rất là lớn khi mà các bạn ra tòa, và hiện tại nó vẫn có giá trị áp dụng thực tế nữa. Và nếu như các bên nào không đồng ý với việc đơn phương đó, cảm thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm thì cứ khởi kiện ra tòa đi. Việc gì mà Lộc phải khởi kiện ra tòa trong khi Lộc đang làm rất đúng về pháp lý. Và phương án thứ tư là phương án cuối cùng mà Phúc nghĩ là các bạn có thể lựa chọn. Cuối cùng mà phương pháp mà Phúc nghĩ là bất kỳ một cái tranh chấp nào khi đến đỉnh điểm người ta cũng phải sử dụng, đó là nhờ pháp luật can thiệp. Mà cụ thể hơn là khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài thương mại. Thì khi mà khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài thương mại thì chắc chắn rằng cái bên nào khởi kiện cũng sẽ phải tạm ứng một cái mức án phí hoặc là lệ phí nhất định để mà những cái tổ chức, những cái cơ quan này người ta mới có thể vận hành và mở cái phiên tòa hoặc là phiên xét xử hoặc là phiên họp cho các bạn được.
Thì nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là khi mà đưa ra tòa rồi thì cái tình nghĩa anh em này chắc nó cũng không còn nữa đâu các bạn. Và hơn nữa là các bên cũng sẽ phải tốn khá là nhiều chi phí cho cái việc đi lại và trong quá trình này. Và bản thân Phúc cũng không phải là ưu tiên về cái phương pháp này là phương pháp đầu tiên đâu các bạn. Phương pháp này là chúng ta chỉ làm khi mà chúng ta có rất là nhiều bằng chứng rồi thì lúc đó chúng ta mới làm. Và thật sự thì Phúc nghĩ rằng ở đến thời điểm hiện tại thì Lộc hoàn toàn cũng có thể kiện ra tòa án được đó. Nhưng mà đây chưa phải là cái bước đi khôn ngoan ngay thời điểm này, mà chúng ta cần phải đợi một khoảng thời gian thích hợp hơn thì chúng ta mới làm được. Rồi, như vậy là Phúc đã chia sẻ cho các bạn phương pháp mà để mà có thể giải quyết bất kỳ một cái tranh chấp nào rồi. Tuy nhiên, áp vào cái trường hợp của Lộc thì chúng ta sẽ phân tích là khi mà sự thương lượng giữa các bên đã không thể thực hiện được, bên nào cũng có cái tôi của bên đó hết cả. Và hơn nữa là khi mà một bên không hiểu được cái quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong pháp lý thì sẽ rất khó để mà thương lượng. Đúng không? Và Phúc đặt một cái câu hỏi cho mọi người vậy ha. Cho dù mọi người lựa chọn cái phương pháp nào đi chăng nữa, trong những cái phương pháp này thì cái việc đầu tiên là mọi người phải làm đúng luật trước cái đã. Và thứ hai là mọi người phải có sự bảo đảm về mặt pháp lý trước. Bởi vì nếu như không có sự bảo đảm về mặt pháp lý thì cho dù bất kỳ một cái sự thương lượng nào của các bạn riêng tư, cá nhân hay là hòa giải gì đó mà không có pháp lý can thiệp thì chắc chắn rằng nó sẽ có rất là nhiều rủi ro. Và sau này khi mà phát sinh những cái rủi ro đó thì người chịu thiệt vẫn là Lộc. Vậy thì tại sao Lộc lại phải chọn phương án thương lượng trong khi mà anh chủ nhà đã không thiện chí, anh chủ nhà đã sử dụng những cái thủ đoạn rìa bọc kênh của Lộc và bên cạnh đó Lộc đang đúng về mặt pháp lý? Đó là những cái chia sẻ của Phúc, và nhân tiện cái video này thì Phúc cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những YouTuber và những người đã ủng hộ Lộc. Và có một cái lời mà Phúc nhắn nhủ với mọi người nhé. Hiện nay để mà tạo lập một cái kênh YouTube hoàn toàn mới, một cái nick YouTube để mà bình luận á, rất là dễ các bạn. Bên cạnh đó cũng sẽ có những cái thành phần không phải là fan của Lộc, người ta vào người ta bình luận ở những video mà các bạn YouTuber làm á. Bên cạnh đó là vào comment để đả kích để cho mọi người quay lưng lại với Lộc. Nhưng mà mọi người lưu ý nha, chúng ta không nên tin vào những cái comment đó quá nhiều, bởi vì những cái comment đó nó sẽ làm chệch hướng đi của chúng ta. Thật ra thì bản thân Lộc là đã có rất là nhiều lời cảm ơn đối với mọi người, những người nào đã lên tiếng giúp Lộc rồi. Nhưng mà chúng ta phải thông cảm một điều rằng là nếu như kênh YouTube của Lộc ngày nào cũng có những video cảm ơn người này, cảm ơn người kia một cách chi tiết, hoặc là làm luôn cả một chiếc video để cảm ơn cho một người mà đã giúp cho Lộc, ví dụ như cảm ơn Phúc đi, hay là cảm ơn chú Hòa, hay là cảm ơn Huy Lê, mỗi người một video như vậy, thì có phải là khán giả sẽ nghĩ rằng Lộc phụ hồ sẽ là bú phem hay không? Và theo quan điểm của Phúc thì khi mà mình giúp một ai đó thì mình cũng không cần người ta phải cảm ơn quá rầm rộ đâu. Chỉ cần trong lòng người ta biết người ta cảm ơn mình là được. Còn không thôi thì người ta sẽ nhắn tin riêng cho mình. Và Phúc cũng tin rằng những người nào mà đã giúp Lộc thì Lộc cũng đã cảm ơn và Lộc cũng biết ơn đối với những người đó, chứ không phải là không đâu các bạn. Nhưng mà trong tình trạng hiện tại thì chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều về cái sự cảm ơn này. Thật ra thì khi mà bắt đầu tiếp xúc với Lộc thì Phúc là cái người chủ động, Lộc không phải là người chủ động. Bởi vì sao? Bởi vì Lộc đã mất niềm tin dần với những người anh em rồi. Thì một người lạ như Phúc hay là một người lạ như chú Hòa hay là Huy Lê vân vân á, khi mà người ta ngỏ lời giúp mình thì mình cũng phải đặt một cái dấu chấm hỏi là tại sao người ta giúp mình, đúng không? Thật ra thì ai giúp Lộc thì cũng đều có hai mặt cả, cái lợi cho bản thân và cái lợi cho Lộc. Thật sự là không thể phủ nhận điều đó các bạn. Lộc cũng phải có sự cảnh giác nhất định, và sự cảnh giác này chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm được. Và bản thân Phúc cũng happy về điều này. Do đó mình hy vọng là những YouTuber, những cô chú anh chị, những bạn nào mà đang ủng hộ Lộc thì chúng ta tiếp tục ủng hộ Lộc đi. Hiện tại thì dư luận đang có những cái chuyển biến xê dịch bởi những cái tin nó không hay. Nhân tiện video này thì Phúc cũng muốn đính chính một cái số thông tin, đó là cái thời điểm mà chú Hòa gọi điện, cái thời điểm mà Phúc nói chuyện được với chú Hòa đó là khi vào một buổi sáng và Lộc đã gọi cho Phúc. Khi đó thì Lộc hỏi về cái câu. Và nhân tiện video này thì Phúc cũng phải đính chính một cái thông tin là thực tế là Phúc với chú Hòa chưa gặp mặt nhau bao giờ. Bên cạnh đó là Phúc với chú Hòa chỉ có một cái duyên là có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại của Lộc thôi. Là hôm đó là Lộc đã gọi cho Phúc và hỏi về cái trường hợp là kênh của Phúc bị rì bọt bản quyền, và Phúc cũng chỉ chia sẻ trong cái phạm vi là cái câu chuyện bản quyền đó thôi. Không đề cập gì đến một cái câu chuyện là đơn phương chấm dứt hợp đồng hay là phương án như thế nào cả. Theo như Phúc biết là chú Hòa là cái người đầu tiên gặp gỡ và tiếp xúc Lộc, cho nên thì bản thân Lộc cũng đã có sự biết ơn và cảm ơn với chú rất là nhiều. Do đó thì có thể thấy rằng là bản thân Phúc khi mà làm việc với Lộc thì Phúc chỉ làm việc đúng một mình Lộc thôi, không làm việc qua bất kỳ một người nào khác. Và những cái phương án mà Phúc đưa ra cho Lộc đều đã được sự đồng ý của Lộc, và Lộc cũng happy đồng ý với những cái phương án đồng ý nhưng phân tích đó. Bên cạnh đó Lộc cũng đã tham khảo rất là nhiều ý kiến từ người khác, trong đó có cả chú Hòa nữa, Lộc mới đưa ra quyết định ngày hôm nay. Và cái quyết định ngày hôm nay bản thân Phúc thấy đây là một quyết định đúng đắn.
Bởi vì nếu như không quyết định như vậy thì chắc chắn rằng cái hậu quả mà Lộc Phụ Hồ chịu sẽ rất là nhiều hơn bây giờ.